Có một chàng trai da đen tên Chris Eros, một người con gái da trắng. Họ yêu nhau cũng được 5 tháng rồi, tình cảm cũng rất nồng nhiệt. Lúc anh bị cảnh sát hoài nghi, bạn gái anh đã đứng ra giúp đỡ. Nhưng anh vẫn có cảm giác gì đó rất bất an, bởi vì bạn gái anh có chút kỳ dị. Bạn trai trước của cô đều là người da đen, cô nhiệt tình mời anh đến nhà thăm ba mẹ cô. Còn anh thì cảm thấy hơi tự ti. Bố mẹ em có biết anh là người da đen không? Cô nói rằng em chưa có nói, nhưng anh yên tâm, bọn họ sẽ không kỳ thị anh đâu. Vậy thì được, thế là anh đến nhà cô trong sự thấp thỏm. Đây là bộ phim giật gân hot nhất năm 2017, Trốn Thoát. Chi phí cho bộ phim này là 4,5 triệu đô và thu về được 250 triệu đô. Sau một thời gian dài lái xe, anh cuối cùng cũng đến được một thị trấn hẻo lánh. Nhà của cô bạn gái ở đây, bố mẹ cô ấy quả nhiên chào đón anh rất nhiệt tình chào hỏi, nhiệt tình chiêu đãi, lại còn đưa anh ta đi tham quan xung quanh. Chris rất nhanh phát hiện ra nhà này có hai người giúp việc da đen, đều rất kỳ lạ, hoặc là nhìn chằm chằm anh ta một cách vô cảm, hoặc là cười khiến người ta dựng hết lông tóc. Còn đôi vợ chồng này, họ nhiệt tình đến mức có chút quá đáng. Họ thích quan sát chàng trai này, xem anh ta gõ gõ bàn, hỏi anh ta có phải nghiện thuốc lá không. Biết anh ta hút thuốc thì cho rằng như vậy là không tốt. Mẹ cô ta là nhà thôi miên, bà ta muốn thôi miên cho anh ta. Chris đương nhiên từ chối rồi. Tối hôm đó, bởi tiếng mũi phiền toái, anh ta không ngủ được, định ra ngoài hút điếu thuốc, nhưng điều đáng sợ xuất hiện, người đàn ông da đen đó chạy cực nhanh về phía anh ta, sau đó vòng qua anh ta bỏ chạy. Chris thở hắt ra, quay người lại. Anh ta bị dọa liền chạy về nhà, nhưng ở phòng khách lại gặp mẹ bạn gái. Bà ta mời anh ta ngồi xuống, cùng anh ta trò chuyện, bàn về thôi miên. Bà ta nói thôi miên là dùng tiêu điểm, đưa người ta vào trạng thái nhạy cảm cao độ. Chris nghe không hiểu, bà ta lại hỏi về hồi ức đau khổ nhất trong tâm anh chàng, vừa hỏi anh ta vừa dùng thìa cọ vào miệng cốc. Âm thanh này dần dần truyền vào tai anh. Anh ta tự nhiên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bà ta. Anh bị thuyết phục, nói ra tất cả bí mật của mình. Nước mắt chảy ra, trận thôi miên bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nhưng người phụ nữ đối diện lại dừng dưng trước nỗi đau của anh ấy, tiếp tục hỏi anh ta một cách chi tiết. Đột nhiên, anh ta làm động tác như hồi còn nhỏ. Anh ta nói. Sau đó bà ta khiến ý thức của anh ta vào giấc ngủ. Chàng trai cảm giác như rơi vào một cái động tối tăm. Anh ta lơ lửng, trước mặt là hình ảnh ngày càng xa dần. Anh ta cố gắng một cách tuyệt vọng nhưng không làm được gì. Đột nhiên anh ta bật dậy, hóa ra chỉ là ác mộng. Hôm sau, chàng trai đến một buổi tụ họp toàn người da trắng. Ở chỗ tụ họp, anh ta có chút ngại, bèn trở về phòng, thấy cáp sạc điện thoại của mình bị nữ giúp việc rút ra rồi. Anh chàng đi tìm cô ta, lại không thể ngờ tới cô gái này khiến anh ta sợ đến rung mình. Chưa bao giờ anh ta thấy được nụ cười kỳ dị như này, vừa cười vừa chảy nước mắt. Chàng trai bị dọa đến điên mất rồi. Đến khi cô giúp việc đi rồi, Chris lẩm bẩm. Nhưng anh ta không hề biết cô gái ấy là người mất trí đầu tiên trong thị trấn. Anh ta xuống lầu, đi đến tiệc tụ họp của người da trắng. Thân là người da màu, nhưng anh ta không bị phân biệt. Người da trắng ở đây đối xử rất nhiệt tình, mọi người đều nói chuyện với anh ta, mọi người đều khen anh ta có thân hình đẹp, cơ bắp khỏe mạnh, bắt tay với anh ta không rời. Người phụ nữ này tự nhiên đi tới sờ cơ bắp của anh ta, còn hỏi cô bạn gái có phải rất lợi hại không. Mọi người đều muốn làm quen với Chris. Chris cảm thấy không mấy thoải mái. Đột nhiên anh phát hiện ra một người da đen giống mình. Chris vui vẻ tìm anh ta nói chuyện, nhưng ánh mắt của đối phương rất lạ, nói chuyện hoàn toàn có âm điệu giống người da trắng, không có chút khẩu ngữ của người da màu nào. Khi đó vợ của anh ta chạy đến, trông có vẻ lớn hơn anh ta 20 tuổi. Sau đó anh ta được mọi người gọi đến, anh ta còn xoay vòng khoe cơ thể với mọi người. Cái này còn chưa kỳ quái lắm, sau khi Chris lên lầu, mọi người trong sảnh đều không hẹn mà gặp trở nên im lặng, lắng nghe chuyển động của anh ta. Không lâu sau, Chris xuống lầu gặp lại người đàn ông kia. Anh ta đang nói chuyện với người da trắng. Lúc đó Chris lặng lẽ chụp một bức ảnh, chẳng ai biết rằng đèn flash đã sáng lên. Người đàn ông im lặng, nụ cười dần mất. Người da đen kia bị kéo đi, anh ta đau đớn gào lên. Sau đó bố mẹ của bạn gái giải thích rằng người đàn ông này bị động kinh, ánh đèn flash của anh ta làm hắn ta phát điên. Còn người đàn ông sau khi ra khỏi phòng thôi miên của mẹ của bạn gái lại trở về dáng vẻ lễ độ, lịch sự như ban đầu. Chris lôi bạn gái ra ngoài, anh ta nói rằng đây không phải căn bệnh gì hết, nhưng Rose không tin. Ở diện bên khác, trong buổi tiệc, bố cô và một đám người đang yên lặng đấu giá. Đấu giá cái gì đây? Chris. Sau khi anh về phòng, lấy tấm ảnh vừa rồi chụp ra gửi cho bạn thân. Bạn thân ngay lập tức gọi đến, thì ra anh ta quen biết hắn. Đó là một nghệ sĩ nhạc jazz đường phố, mất tích từ 6 tháng trước. Bọn họ đều không hiểu tại sao hắn ta lại ở thị trấn xa xôi này, và lại cư xử, hành vi đều giống một người da trắng. Nhưng bọn họ cũng nghĩ đến một việc, mau chạy trốn. Chris chạm mặt bạn gái, nói rằng chúng ta phải lập tức đi ngay. Cô đồng ý, liền đi tìm chìa khóa, còn anh thì dọn dẹp hành lý. Đột nhiên, nhìn thấy một cánh cửa mở ra, anh cảm thấy trong đó có cái gì đó không đúng. Thế là anh mở đèn lên, nhìn thấy một cái hộp màu đỏ, lấy ra xem, là ảnh chụp của bạn gái. Mở ra xem tiếp thì anh lại toàn thấy ảnh của bạn gái chụp với người khác. Sau đó anh đưa ra, anh xem ảnh cô chụp cùng bạn trai trước. Bạn trai trước của cô cũng là người da đen, bạn trai trước nữa cũng là người da đen. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm đều là người da đen. Tất cả đều là người da đen. Người thứ bảy làm Chris sợ đơ ra, người này là người làm vườn của nhà cô. Nhưng người thứ tám lại càng đáng sợ hơn, người đàn bà này là người giúp việc.
Như vậy thì tất cả đều là người yêu cũ của cô. Vậy thì tại sao họ lại ngoan ngoãn làm việc ở đây và đều có biểu hiện giống nhau? Anh vội vàng đóng cửa, bạn gái đã ở ngoài đợi anh. Anh không hỏi gì cả, kéo cô đi. Vừa xuống lầu thì đã thấy em trai cô đang đứng ở cửa, tay cầm vũ khí. Bố và mẹ của cô cũng đi ra. Anh lập tức cảm thấy căng thẳng, bảo bạn gái nhanh chóng tìm chìa khóa. Những người khác đều chậm chậm lại gần anh, nhưng Rose tìm mãi không thấy chìa khóa. Chris cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hét lên: Rose! Bọn họ bắt đầu ra tay rồi. Anh bắt đầu cảm thấy bạn gái không tìm thấy chìa khóa cũng là vì muốn hãm hại anh. Where are those keys, Rose? You know I can't give you the keys, right, babe? Chris định chạy nhưng lại nghe thấy tiếng khuấy cốc. Anh lập tức bị thôi miên, ngã xuống. Không lâu sau, Chris tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang bị trói chặt. Anh cực kỳ hoảng sợ. TV phía trước đột nhiên hiện ra một ông lão da trắng, chọc đầu. Ông ta giải thích cho anh, thì ra đây là âm mưu của người da trắng. Họ muốn hoán đổi thân thể với người da đen, thôi miên bọn họ, sau đó làm phẫu thuật, lấy não của họ ra rồi lắp vào người da trắng. Như vậy thì có thể giúp mấy người sắp chết da trắng có được cơ thể mạnh mẽ của người da đen và tiếp tục sống tiếp. Ý thức của người da đen sẽ chỉ còn lại một ít, đó chính là lý do người da đen lần trước lại phẫn nộ như thế. Chris tuyệt vọng. Chính vào lúc này, anh nhìn xuống chiếc ghế sofa. Không lâu sau, TV lại xuất hiện âm thanh thôi miên. Anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, ông bố bạn gái mở đầu của ông lão người da trắng chuẩn bị phẫu thuật. Tên anh trai thì đến chỗ Chris sau khi xác nhận anh ta đã ngủ, yên tâm cởi dây trói ra. Nhưng không ngờ rằng Chris lấy bông từ trong tay ra. Thì ra anh đã lấy bông bị kín tay lại để không nghe thấy âm thanh thôi miên kia. Chris bắt đầu đi báo thù, đi vào phòng phẫu thuật của ông bố, dùng đầu hươu giết chết ông ta, sau đó vào phòng khách giết chết bà mẹ. Anh lái xe bỏ trốn, không ngờ rằng cô giúp việc lại xuất hiện, bị anh đâm ngã. Chris không nhẫn tâm, liền lôi cô vào trong xe. Rose nghe thấy tiếng động nên cầm súng đi ra, dõi theo chiếc xe đang đi xa dần, nói một câu: Grandma. Thì ra cô giúp việc này lại là bà nội của Rose. Chris tỉnh dậy, lảo đảo trốn đi, nhưng Rose và anh giúp việc da đen đã đuổi kịp. Ông cô ngay lập tức đẩy ngã Chris đang định bóp của anh. Chris vội vàng rút điện thoại ra, bật đèn flash. Vì thế mà người da đen đã phục hồi được ý thức. Hắn ngơ ngác liếc nhìn cô bạn gái cũ: đưa cho tôi. Sau đó hắn ta cầm súng tự bắn chết mình. Cuối cùng thì Chris cũng có thể giết được cô bạn gái, nhưng anh không làm điều đó. Có xe cảnh sát đến rồi. Rose hét lên: xong đời rồi, cảnh sát sẽ không bao giờ đứng về phía người da đen và cũng không tin anh đâu. Chris giơ tay lên chuẩn bị chấp nhận số phận thì không ngờ rằng đó là xe của tên bạn thân. Cứ như thế, hai người lái xe rời đi, trốn ra khỏi cái thị trấn quỷ quái này. Tôi là ông Bất Phim, kênh review các bộ phim hay. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé.